Hello hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 22 tháng 3, ngày thứ ba. Thì hôm nay em về phải nói là tương đối là khá là nhiều, cũng khá nhiều chim mọi người ha. Thì trước tiên em sẽ review chuyền lửa chống đuôi dài đầu tiên cho các anh xem ha, rồi em sẽ review chuyền than non nè, than đất non nè, than non nè, chuyền lửa chống mái và chích chè than, rồi chè lửa chống bội, rồi chè lửa đuôi dài. Phải nói bữa nay là cũng là khá nhiều chim nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ review chè lửa chống đuôi dài 22, nhưng mà nó có một cái lỗi kỹ thuật là nó bị gãy hết một bên lông đuôi. Thì cái giá của nó cũng phải nói là rất là mềm để cho anh em về anh em ôm lông nha mọi người nha. Trước tiên thì em sẽ đo đuôi cho các anh xem. Rồi giá thì em sẽ báo trực tiếp ha. Giá là 2 triệu 8 nha mọi người nha. Chuyền lửa chống đuôi 22. Rồi đó, như các anh cũng thấy rồi ha, thì nó gãy thì ở đây nó còn khoảng chừng 6 phân thôi. Đây nè mọi người, đây nè. Nó gãy ha, thì nó còn từ ở phía trong này ra khoảng chừng 6 phân thôi, còn cái đuôi dài này thì nó còn nguyên ha. Rồi ok mọi người ha, mắt móng mỏ tay chân, nói chung là tất cả mọi thứ nó đều rất là hoàn chỉnh, chỉ có một cái đuôi này là bị gãy khúc thôi. Thì giá là 2 triệu 8 ha. Rồi bây giờ tới review chè đất non nè. Rồi đất non này bữa nay là nói chung là hạ nhiệt nha mọi người nha. Bữa nay giá là 280k chè đất trống. Chè đất non trống ha. Đây là tổ này bốn bé nè. Không phải là tổ đâu nha, có nghĩa là người ta những anh em thợ người ta bắt chim trống thôi, người ta không bắt chim mái. Đây một tổ này nè. Là ấy ừ. Nói một tổ đi cho nó dễ ha. Bốn bé, 280 một bé. Chè đất thì em bán lẻ nha. Cứ 280 một bé thôi. Thùng này mới đã nè mọi người. Đó thì cái số điện thoại của em trên này nè mọi người. Thì ở trong cái thùng này á, thì em có khoảng chừng 20 bé chè đất trống ha. Đây là một tổ chích chè than ha. Một tổ chích chè than thì nó sẽ to hơn nè. Đó, nó to hơn chè đất ha. Nó to hơn gấp đôi luôn. Thì cái này em sẽ bán nguyên một tổ ha. Cái tổ này nó hơi nhỏ nhỏ nè. Đây nè, để em để riêng nó ra ha. Cái tổ này nó hơi nhỏ nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn ha. Cái tổ này có bốn bé, nó hơi nhỏ ha, thì em bán nguyên một tổ zin như thế này là 1,6 triệu nha mọi người nha, 400k một bé. Rồi, bán nguyên tổ vậy cho nó dễ ha. Rồi còn bên này để em ngăn ngăn nó ra coi sao tự nhiên nó lật ra nè. Để em xem em ngăn nó ra đây ha. Rồi chờ đất thì em để riêng ra. Đất thì có 20 chè đất trống rồi, thì cái này thì dễ rồi ha. Còn chè than nè, đây một nè, hai nè, ba nè, và nó nói em tới bốn mà đâu mất tiêu rồi. Để em xem coi nó còn trong này không. Wow, em đưa tay vô cái là nó cứ đòi ăn không à. Thank you.
Rồi đó, thì chè đất non trống là em có 20 chè đất non trống ha. Nếu mà có mái em sẽ tặng mái ha. Còn chè than cây nè, than cây tổ này có 4 bé ha. Tổ này 4 bé tương đối lớn. Thì cái giá ở đây em bán nguyên một tổ như vậy là 400k một bé nha. Thì nguyên một tổ như vậy là 1 triệu 6 nè. Bên này cũng nguyên một tổ rồi. Tổ này cũng 4 bé luôn. Giá nó cũng là 1 triệu 6 nha. Và những cái tổ này là tổ zin hết anh em yên tâm ha. Thì ở trong này nó có trống có mái ở trong này luôn. Thì các anh cũng biết rồi ha, cái chè than cây á, phân biệt trống mái khi mà còn nhỏ thì phải nói là nó rất là khó. Nó khó hơn là chè than đất. Chè than đất thì mình cứ thấy cái con nào cánh trắng là mình biết chè than đất rồi, là chè than trống rồi. Còn chè than cây á, thì nói chung là có rất là nhiều anh ở trên mạng chỉ cách phân biệt thế này thế kia đủ kiểu hết. Nhưng mà thật ra thì cái đó nó vẫn là xác suất nó khoảng chừng 90 đến 95% thôi, chứ không có ai mà chắc chắn được 100% là tổ này bao nhiêu con trống và tổ kia bao nhiêu con trống. Wow, chè lửa trống bội đuôi ngắn không nó đuôi giá là 240k ha. Bữa nay là hot hết rồi. Ở đây thì để em xem coi. Bữa nay có 16 chè lửa bội trống đuôi ngắn không đo đuôi ha, giá là 240k và em đã thấy được 5 đến 6 bé hot rất là ok luôn ha. Rồi các anh cứ chọn số ngẫu nhiên xem cái vận may của mình nó có may mắn hay không ha. Thì em báo là nó có 1 2 3 4 5 6 10. Ở trên những cái hộc nhỏ nhỏ này nè, những cái ô nhỏ nhỏ như này thì nó có 10 ha. Ở dưới này hộc dài nè, có 6 nè, tổng cộng là 16 bé. 16 bé chè lửa bội trống đuôi ngắn không đo đuôi, đồng giá là 240k. Bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho các anh nha. Đuôi đều đầy đủ hết, không có bị sâu đuôi, so le hay là cái gì. Ở đó đó đó. Bé nào ta? Wow, em thấy được mấy bé hot luôn mọi người ơi. Rồi anh em cứ chọn cái số ngẫu nhiên giúp em ha, từ 1 đến 16 ha. Đó. Wow, rất tuyệt vời luôn mọi người ơi. Hot hết luôn rồi, 4-5 bé luôn. Rồi, đây là chè lửa ha. Rồi bây giờ tới chè lửa đuôi dài nè. Đuôi 20 tôm nhẹ giá là 1 triệu 3, chuồng số 1 nha mọi người nha. Đó, đang đứng... đứng giống như cái bài hát gì á, một mình đứng không trông ai gì đó. Đó đó đó. Em nói chung văn hóa nghệ thuật về âm nhạc thì em cũng không có rành cho lắm. Đó, nói chung biết thôi. Đây là chuồng số 1 ha, đuôi 20 tôm nhẹ giá là 1 triệu 3 nè. Rồi bên này là đuôi 19 tôm nhẹ luôn. Giá là 700k ha. Đó, đang đứng ăn. Nãy giờ em ngồi em review mấy chuyện than non là đứng đây nó ăn. Đó, nó khôn lắm, mấy chim nó khôn lắm. Đó, bây giờ mình lại cái đẹp lắm mọi người. Wow, đó đó đó, cái nết kìa. Wow, nết xoay 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 giống như nhảy lambada vậy á. Rồi bên này là chuồng số 3 ha, đuôi 2102 mà nó bị so le cho nên cái giá nó cũng rẻ ha, so le xíu thôi chứ không có so le nhiều. Thì giá nó là 1 triệu 2 nha mọi người nha, chuồng số 3 so le xíu à, khó thấy lắm. Đây nè, để em canh. Đó, cái đuôi nó, các anh nhìn nó rất là khó thấy. Nhưng mà khi mà chim nó về thì em thường em bắt nó ra em đo đuôi, cho nên là em thấy thì em phải ghi. Chứ còn nếu mà em không ghi thì các anh mua về, các anh kêu ủa ta mua chim đủ tiền mà sao nó bị sao le. Đó, cho nên là nó sẽ rất là khó. Cho nên là thường em bán là thí dụ như là đuôi bị gãy đuôi nè, sao le nè, hay là bị sâu đuôi gì em đều báo trực tiếp. Rồi bên này là chuồng số 4, đuôi 20. Đuôi 20 nhưng mà có một cái móng nó không có ôm cầu ha. Nhưng mà đuôi bản lớn, đuôi hơi tôm đẹp luôn. Mà giá nó chỉ có 900k thôi. Do nó có một cái móng nó không ôm cầu. Móng thì vẫn còn đầy đủ hết, nhưng mà nó chỉ không ôm cầu thôi. Đó, tướng rất là đẹp ha. Và giá lại rẻ, chỉ có 900k thôi. Đó, có một cái móng. Một cái móng thì nó không có ôm cầu thôi. Nhìn kỹ mới thấy thôi, chứ mọi người không để ý thì không thấy đâu. Bên này là chuồng số 5 ha, 19.6, giá là 800k, chuồng số 5. Đó, tướng... Chim này chim nam cá tên nha mọi người nha, em quên mất em giới thiệu. Đêm qua ông anh ổng gửi cho em về cũng phải nói là khá nhiều chim. Do là ngày hôm qua hôm kia là em dự định là em không có bán. Đó, cho nên là dồn 2-3 ngày lại. Cho nên là bữa nay rất là nhiều. Đó, chuồng số 5 ha, 19.6, giá là 800k. Bên này là chuồng số 6 nè. Chuồng số 6 là đuôi 18.5, giá là 450k. Chắc cái này khỏi cần review rồi. Bữa nay chim 18 rồi này nọ, nó nói chung là nó cũng rẻ rẻ và đẹp đẹp. Cho nên là thôi, review sơ sơ thôi, không cần review kỹ ha. Rồi bên này 18.7 luôn nè, 18.7 mà đuôi tôm nhưng mà bị so le ha, thì cái giá của nó cũng 450k luôn. Đấy, cổ thắt luôn nè, rất đẹp.
Đó là chuồng số 7 nha. Rồi bên này là chuồng số 8 nè, 19.3, giá là 700k nha, chuồng số 8. Đây, đang nằm ngại đây nè. Ngại là hại bao tử nha, đừng có ngại. Rồi đây là chuồng số 8 nè, 19.3. Rồi bên này là chuồng số 9, 18.5 bản lớn. Đó, này xin thêm 50k nha mọi người nha. Rất là đẹp cho nên xin thêm 50k. Đó, đầu cánh xệ, đầu rất là đẹp, đầu nhỏ xíu à. Đó, đuôi hơi hơi tôm mà bản đuôi rất là lớn mọi người. Đó, cho nên là xin thêm 50k, giá là 500k. Đó, chuồng số 9 ha. Bên này chuồng số 10 nè. Chuồng số 10 là một bên á là 18.5, một bên là 19. Rồi bán giá rẻ cho anh em về ôm lông mùa sau luôn, giá là 500k ha. Đẹp lắm. Em mua những cái dòng chim này nè thì những ông thợ tính đuôi 19 không à, không có tính đuôi 18 năm như em đang bán ra đâu. Nhưng mà trong cái vấn đề kinh doanh á thì nó có lời nó có lỗ mọi người. Đó, ví dụ như là giờ bán chim này, mình bán chim này chắc chắn là mình lỗ rồi. Mình lỗ, nhưng mà ngược lại mình bán tới 11 con kia mình lời. Thì giờ 11 con trừ đi một con lỗ đi, mình mới còn lời được 10 con. Đó, cái nghệ thuật kinh doanh nó là phải như vậy. Đây là chuồng số 11, 19, tôm nhẹ, giá là 700k, rất đẹp luôn mọi người. Bé này hồi nãy em thấy nó hót luôn rồi nè. Còn về nuôi hót hay không thì cái đó là do cái khả năng của mình ha. Mà cái mẫu chim này phải nói là rất là nhanh. Mẫu chim mình nuôi cũng phải nói rất là nhanh hót. Đâu rồi? Đây, đây. Đó. Những cái mẫu chim như thế này nè, cái anh nuôi nó rất là nhanh hót luôn nha. 19 tôm nhẹ giá là 700k, chuồng số 11, bên này chuồng số 12, 19 đẹp luôn. Đẹp lắm, nhưng mà đang ngại nè. Nó đang ngại cho nên nó nằm trong này nè. Họ giá là 700k, chuồng số 12 là chuồng cuối cùng nha. Rồi qua này là chuột than, bữa nay chuột than phải nói là rất là to, xòe, xòe 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 không à. Đây là ô số 1 nè, 350k đồng giá ha. Đây ô số 1. Một bé nè. Bên này ô số 2 ha. Đó, bữa nay tướng toàn là to 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 mà xòe xòe không à. Đó, cái bé số 2 các anh thấy là nó nhảy cái nó xòe cái đuôi vô mặt. Ấy lộn, xin lỗi, xòe cái đuôi vô cái cam không à. Đó. Rất là to. Đây chuồng số 3, ô số 3 nha. Chuột than ô số 3. Để ở dưới này coi. Đó. Đẹp ha. Đó. Đầu dẹp lép. Rồi bên này là ô số 4. Ô số 4 nè. Wow. Bữa nay chuột than là phải nói là to to và xòe xòe không à. Đây là ô số 5 nha. Wow. Đó đó, các anh thấy cái đuôi không? Đó đó, nó quớt 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 vô mặt liền. Ấy là quớt vô cái điện thoại liền nè. Đây là ô số 6 nè. Đó, vừa đi cái nó huýt liền ha mọi người ha. Đây là ô số 6 ha. Rồi qua này ô số 7 nè. Ồ, ô số 7 tỉnh lắm nha. Tỉnh lắm nha. Rất là to, rất là tỉnh. Đây ô số 7 ha. Ồ, bên này ô số 8 nè. Đây ô số 8 nha. Đó, thì những cái dòng chim ở đây mà em đưa ra cho các anh á, thì các anh chịu khó về kiểm tra ngay báo giúp em nha. Chứ còn các anh nuôi trong vòng 7 ngày, 10 ngày hoặc là 2 tuần gì đó mà mấy anh báo em bị lỗi thì cái đó không ai bao đâu nha mọi người nha. Ở ngoài các cái cửa hàng, các cái tiệm chim gì cũng vậy đó, không ai bao đó. Và em ở đây là em không phải là tiệm chim. Em xin thưa với mấy anh là ở đây em không có phải là tiệm chim ha, em là người bán chim thôi. Đây, đây là ô số 10 nha. Tại vì các anh biết sao là tiệm chim không? Ở đây em bán rất là nhiều chim nhưng mà em không phải là tiệm chim. Tại vì tiệm chim là nó gồm phải nhiều chủng loại. Cái thứ nhất nhiều chủng loại, cái thứ hai nữa là nó phải có phụ kiện cho các anh nuôi, ví dụ như là các cái vật dụng, các cái phụ kiện, ví dụ như là tấm lót lồng, mồi sâu, dế cào cào, rồi lồng, rồi áo lồng, rồi đó. Nói chung là nó phải bán những cái đầy đủ thì mới gọi là tiệm chim. Còn ở đây em không phải là tiệm chim, em chỉ bán chim. Rồi đây là ô số 11 nha. Đó. Ô số 11 nha. Cái này ô số 12 nè. Có nhiều anh cứ hiểu lầm cái quan điểm là anh Thành ơi, phải tiệm chim không? Thấy tiệm chim anh Thành lớn quá mà bán rất là nhiều chim. Mà em xin thưa với mấy anh là em ở đây là em không phải là tiệm chim nha. Đó, em chỉ bán chim thôi. Đó, mấy anh đến cứ mua sâu dế cào cào với cái gì áo lồng rồi lồng chim. Em ở đây em không bán những cái đó. Tại vì nhà của em nó không có điều kiện về cái diện tích cho nên là em chẳng có bán mấy cái đó. Giỡn trời chứ bán mấy cái đó lời chẳng nhiều mà chặt lắm. Đó, bên này là ô số 13 nha. Đẹp lắm nha. Bán mấy cái đó lời không có nhiều hết đó. Rồi đây là ô số 14. Rất đẹp luôn mọi người ơi. Tịnh lắm. Nhảy cò cò luôn nè. Đó. Rồi đây này ô số 15, xòe như bà bóng luôn. Rất là đẹp, cánh xệ.
Nhưng mà cái dòng này nuôi nó hơi khó nha, hơi nhát nha. Đó thì bữa nay là tổng cộng là 15 chòe than bổ chống ha, đồng giá là 350k. Chòe lửa bổ chống đuôi ngắn không đo đuôi 240k. Chòe lửa chống đuôi dài thì có ghi ở trên các cái chuồng rồi ha. Đuôi bao nhiêu, dài bao nhiêu, giá bao nhiêu có ghi đều rất là rõ rồi. Rồi ok, bye bye. Kính chúc tất cả mọi người ngày mới vui vẻ. Sau khi xem clip anh em nào mà quên, nói cái vụ này mới nhớ nè. Các anh biết sao không? Vừa qua thì phải nói là do là em bán chim nhiều quá, có rất là nhiều anh em kêu là Thành ơi làm thêm số điện thoại để mà anh em dễ gọi dễ mua đó. Nhưng mà các anh biết vì sao không? Em mua nhiều số điện thoại để cho các anh gọi nó cũng được nữa, nhưng nó có một cái vấn đề ở đây là em chỉ có hai cái tay và em chỉ có hai cái tay thôi. Thí dụ như một tay này em nghe điện thoại người khác gọi đến, em cho thêm một số nữa gọi đến thì em không thể nào em nghe hai người một lúc được đó. Cho nên là thôi em xài một số thôi cho nó tiện, chứ xài hai số cũng không có nghe được, cũng hơi bất tiện ha. Đó thì anh em nào mà mua chim gọi không được nhớ để lại cái bình luận bên dưới, và nhớ là phải ghi cái số điện thoại hay là cái gì đó để mà em còn liên hệ lại, chứ mấy anh để bình luận lại muốn mua con này muốn mua con kia nhưng mà em liên hệ lại, em nhắn tin lại, em phản hồi lại nhưng mà mấy anh lại không trả lời thì có người khác người ta mua thì chắc chắn là em phải bán cho cái người đó. Đó cho nên là nếu mà anh em nào mà có điện thoại cho em gọi mà máy nó bận thì chịu khó ha, nhắn tin ở trong cái phần bình luận thì em hôm nay em sẽ cố gắng em sẽ kiểm tra lại những cái tin nhắn ở trong cái phần bình luận và em sẽ phản hồi lại cho mấy anh ha. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo ha. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều vui vẻ cũng như là gặp được nhiều sự may mắn trong cái ngày mới. Bye bye.